Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của vị tướng đấu sĩ, đó chính là vị tướng Yena. Thì bản ngọc của vị tướng này mình sẽ lên như sau nha. Thì đầu tiên mình sẽ lên công vật lý là cộng 33. Và mình sẽ lên cho vị tướng này một chút ít cái tỷ lệ chí mạng, đó chính là 3,2%. Xuyên giáp thì mình lên 92,8. Tốc chạy là 10% và tốc đánh là mình lên 5% nha. Đầu tiên đối với 10 viên ngọc đỏ thì mình sẽ lên cho vị tướng này, đó chính là 8 viên công vật lý và xuyên giáp. 2 viên còn lại thì mình sẽ ưu tiên lên cho cái tỷ lệ chí mạng là 1,6%. Thì lên thêm 2 cái viên chí mạng này sẽ đi rừng, nó sẽ rất là tốt nha mọi người. Còn về ngọc tím á, thì mình sẽ lên là công vật lý, tốc chạy. Công vật lý là 1,6, tốc chạy là 1%. Mình sẽ lên cho vị tướng này, đó chính là 5 viên. 5 viên còn lại thì mình sẽ ưu tiên lên cho tốc đánh và tốc chạy để tăng thêm cái độ cơ động cho vị tướng này nha. Khi mà đi gần thì rất là ok luôn. Đặc biệt là mình sẽ không lên ngọc hút máu khi mà đi gần cho vị tướng này. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh thì mình sẽ lên là công vật lý và xuyên giáp là 10 viên. Đó, thì đây là cái bản ngọc dành cho Yena. Yena nha mọi người. Rồi sau đây mình sẽ đi vào cái trang bị và phù hiệu. Đầu tiên mình sẽ đi vào trang bị. Thì trang bị của Yena, đầu tiên mình sẽ lên cái trang bị, nếu mà đi gần thì hãy lên cây rìu. Cây rìu non nè. Đó. Món thứ hai, mình lên chiếc giày hậu vệ hoặc là chiếc giày kiên cường. Và cái trường hợp này nè mọi người, nếu mà tem bạn mà có đấu sĩ á, đấu sĩ mà sát thương cao á, thì mình hãy lên cái này nè, cái giáp hiệp sĩ, để mà cho mình đã bị đam hơn, giảm được cái lượng sát thương và máu hạn chế được rất là nhiều. Rồi sau đó mình hãy lên cái món công, đó chính là cái thương xuyên phá. Đây, tiếp theo thì mình sẽ lên cái phức hợp kiếm. Khi mà mình lên gì đây xong nha, mình sẽ quay lại lên theo cái trang bị đầy đủ full luôn. Đó, đây chỉ là tạm thời thôi. Rồi có thể lên cái huy chương trôi cuối cùng luôn. Thì cái trang bị này là nó chưa có đầy đủ full. Thì khi mà mình lên xong thì mình có thể tới món thứ tư rồi nè. Mình có thể quay lại để lên full đồ những cái món này. Cái giáp hiệp sĩ này mình sẽ thay cái giáp khác. Khi mà mình lên á, full đó mọi người, có thể lên cái giáp khốn khổ đó mọi người. Đó, xong ở đây mình có thể lên cây nanh phoenix luôn. Cái này rất là mạnh luôn. Đó, nói chung là cái trang bị của vị tướng Yena, khi mà nếu mà đi gần nha thì mình sẽ thay đổi cái trang bị nó thường xuyên tùy theo cái tem bạn. Và cái phù hiệu thì mình sẽ chọn cho vị tướng này, đó chính là cái sát thương chí mạng. Ở cái phù hiệu chọn đó chính là cái ma chú nha mọi người. Thì để chọn được phù hiệu này, đầu tiên mọi người hãy vô cái màu đỏ nè. Tiếp theo hồi phục ở dưới. Tiếp theo là cái tăng CT. Và cuối cùng đó chính là cái sát thương chí mạng. Ở dưới đây thì mình chọn màu vàng. Tiếp theo mình chọn chạy xong ở dưới. Ở đây thì mình chọn màu vàng luôn. Và ở đây là mình sẽ chọn cái tăng CT. Đó, đây là cái phù hiệu ma chú rất là phù hợp cho vị tướng này nha. Rồi, cái video mình đến đây là kết thúc nha. Thì qua video này mọi người có thắc mắc vấn đề gì đó, mọi người cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ xem thấy, mình sẽ trả lời tất cả bình luận của mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.